Thì vừa qua thì cũng có đến thăm chú, phải không? Thăm chú rồi chú. Dạ, thì hôm nay con đến thăm chú với một cái tin vui. Và có cái một cái chị cũng ở Long Xuyên, chị cũng muốn tìm một người yêu thương. Đi làm đêm, đó một cái tiền đêm vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ở nhà khi buồn thì chết. Cái mặt này kia vui. Đúng rồi. Anh thì... Rồi, tiếng chào tất cả các chú anh chị em. Rồi, hôm nay thì anh em trong nhóm Hồ Tiến đến thăm chú Thành, chào chú Thành ha. Thì vừa qua thì cũng có đến thăm chú, phải không? Đến thăm chú rồi chú. Dạ, thì hôm nay con đến thăm chú với một cái tin vui. Và có cái một cái chị cũng ở Long Xuyên, chị cũng muốn tìm một người yêu thương. Thì trong đoạn clip vừa qua đó, thì chị cũng thấy thầy chú Thành lên cũng rất là thành thật. Chị nói là chị cũng muốn tìm một người đàn ông thật sự hiền lành, chân chất, biết làm ăn, là không rượu chè, không đi gia trưởng. Thì con có nói là với chú thì bản tánh chú rất là hiền, và chú hiện nay đó thì chú cũng cô đơn một mình. Chính vì thế mà trong nhóm anh em thì cũng đến thăm chú rồi. Thì Hồ Tiến cũng đã nhắc lại nhiều lần trên kênh là chú nói phải thật lòng. Thì hôm nay là chị này cũng chỉ tin là chị Sương cũng muốn gặp gỡ chú để nói chuyện với chú. Thì chú và chị tâm sự nha, hai người tìm hiểu như thế nào, nếu được đó thì mình tiến đến ha. Đúng rồi. Rồi bây giờ con sẽ cho chú kết nối với chị nha. Rồi em chào chị nha. Dạ bây giờ em cũng đã đến thăm chú Thành rồi, bây giờ chị với chú Thành hai người gặp nhau để nói chuyện ha. Mở một mở hình được không chị? Mở hình nha. Thôi chị nói chuyện với chú nè, cho thấy hình luôn đi dễ. Chào cô Sương. Chào anh Thành. Rồi, cảm ơn cô Sương. Tôi tên Thành, cũng ở Long Xuyên nè. Dạ. Dạ. Cô ở đâu cô Sương? Dạ em ở An Giang, một cái nhà ở Mờ Rằng, Cầu Bà Lớn, một cái ở Châu Đốc cho thằng thứ hai. Dạ, dạ. Ở nhà mà ở đó thằng Út. Dạ. Em không có con mà nhiều con hai đứa à, chạy lên thì xuống mấy cái nhỏ mà nó ngay ra chung quy em. Muốn đi làm đêm, đợi mà kiếm tiền đêm vậy đó mà. Đúng rồi, đúng rồi. Sắp dưỡng, chứ ở nhà khi buồn mình chết, khi mặn. Cái mặn này kia vui. Khi mà sao mình nói nhưng mà đóng cái tiền mình ra. Đúng rồi. Chứ em sợ, tại em cũng mặn, còn bán nghe. Anh thiệt tình lắm, anh người đạo mà đi nói viên đạo mà anh đâu có nhậu nhẹ bạc bao lô lấy uống được có lo mà ăn tối ngày ở nhà mặn rồi gì có mấy nhà chứ à. Đúng rồi, anh này em lo gia đình con cái thật sự chết luôn mẹ. Em có em lớn đó à. Mà giờ muốn tắm cũng có được 5 năm rồi. Em lo rồi. Em cứ kiếm tờ lòng tắm đàng hoàng mà. Dạ. Mình tao. Thằng người đó lo cho em. Mà người ta mình tao mình lo cho người ta sống mà tao biết con người mà. Sống thì đồng tiền khó lắm lắm. Đúng rồi, anh cũng nghe hoàn cảnh em cũng khổ này kia đồ. Bây giờ bây giờ anh cũng muốn kết với cô Sương, có anh em chương trình ở đây nè, được thì mình tiến tới làm gọn gọn vậy đó, bằng ăn vậy đó. Anh này rượu trà cờ bạc gì không có hết trơn, chỉ lo bằng ăn cái về nhà như rồi. Không. Cha mẹ gì không anh? Cha mẹ anh mất hết rồi, mất mấy chục năm rồi, em mấy ba chục năm. Còn ba đứa con gái thì gả hết rồi, giờ nó làm dâu người ta. Ba đứa con gái.
Bà xã anh thì anh ở Long Xuyên, quê anh ở Mặc Dân Bình Hòa, mà Long Xuyên anh ở chợ mua bán vậy đó. Ở trong khu chùa là quê nội mồ mả ông bà còn chảnh hồi đó, ở đó cũng mấy chục năm mới xuống Xuyên đây có 4-5 năm nay à. Ở ngay trường đại học phủ Thượng Năng Lễ An Giang á, phủ đường Võ Thị Sáu đi vô cùng đường quẹ qua tới, quẹ qua trái cái bên phải nhà. Anh ở chợ thì nhà anh một lần ở đó rồi nhà dưới sông đuổi dưới sông rồi anh bán rồi anh cũng đi cầu số 5 trồng thuốc nam, vô Ba Thê cũng trồng thuốc nam ở đậu ta không rồi giờ rồi bán hết rồi ba không có nhà bán hết, giờ anh cũng ở chợ. Gì hả em làm gì đó chứ? À, anh cũng tính đi bằng mướn nữa nè, mà ở trên lâu rẻ Bình Hòa cây xăng niệm Phật đó, trồng cải rồi lặt vặt thôi bơm xăng tháng có 3,5-4 triệu, mà tính mấy bạn hứa bữa 20 tây này đi nè, ngày mai phải mới đi không? Gì hả? Anh là đó có đi bộ đội trên đóng sáng Vĩnh Tre đó, rồi gạch chứ đó, có vợ ở cầu sáng Vĩnh Tre luôn. Rồi năm 87 được đứa con, trên năm 87 giờ nó cũng 36 tuổi rồi đó. À, anh đó đi bộ đội đóng tới như kia, rồi gạch tỉnh đó. Anh thì không có thích cái đó, kiếm người mà ăn vậy thôi chứ vậy gặp anh không thích. Rồi em á cho chốt con này đâu sao tắt lại ai biết tự anh nó tắt đó là thôi để công chuyện đó thì không cho nói gì tắt lại nó là để xin tạm ngưng thôi để nó lo con cái gì đó anh Chiết để ông Phương cho nó cái số không đâu biết đâu tự nhiên tắt đâu điện ra điện chỉ đi sao chỉ tắt rồi để nha chưa rồi sao rồi thấy chú thấy cái chị đó sao được thấy có lý được có lý hả à. Rồi chú có nói thật lòng với tao là chú không có tiền bạc gì không? Chú cũng nói nghèo ở nhà trọ gì đó, có mấy cái nhà nó niêm phong mà bán rồi đi chỗ này chỗ kia tao cho ở đậu trồng thuốc cam làm từ thiện. Ba không có nhà, bả vô ba bán chợ. Bây giờ chợ chứ không có nhà. Bây giờ cái chị này là thương chú thật lòng. Thì chú phải dùng cái chân tình này chú phải đáp lại. Đúng rồi, chú người nào mà giấy bằng hơn lóc chú đáp lại chú. Chú hồi đó giờ là không có dụng về lộn vợ, bút vợ. Giờ chị chừng là chú nha. Là ngày mai chị xuống không? Chị ơi chị. À 8 giờ chị xuống chương trình nha, chị nói với ảnh chị cho ảnh đến giờ 9 giờ. Rồi giờ mấy giờ xuống xuống đi anh đó. Xuống với anh chương trình. Thôi 9 giờ đi, 9 giờ chứ ăn. 8 giờ. Tại giờ đại anh Phương qua lâu lắm, khách lắm giờ anh Phương không. Rồi giờ đâu. Em hiện tại giờ ở đâu, nhà đâu? Ôi ba tiệm anh rồi đó chứ phim rồi gạch dưới đi nó ra bản hoài chị ơi. Chín giờ đó chị ơi, 9 giờ rồi gạch tỉnh nội đó, gạch sáng ve sáng che đó. À đó là tụi anh ở đó đó đi mua chấu đốt gạch rồi gạch bà ông Nhân bà Sáu Thủ bà Tư Thí rồi đó anh đó đó mấy năm á. Hẹn 8 giờ á, 9 giờ đi thấy Sương rồi 9 giờ đi chương trình nó sẽ 9 giờ đi rồi, số em số mấy không nói chuyện đi thôi nói chuyện đi nói chuyện nói chuyện đi mời hả thôi vậy thì chiến đấu được không chín giờ xuống đi thôi 9 giờ xuống ngay chương trình của Cháu Tiến nghe
Rồi anh cũng hứa 9 giờ anh lại đó. Rồi rồi. Cho hai người gặp mặt nhau luôn. Rồi cho hai người gặp luôn ha. Rồi sao thấy nè đẹp không? Có lý. Có lý hả? Vậy là mà chuyến xong rồi đó. Có lý ha. Thì ba chú 9 giờ chú xuống nha. Không bây giờ cứ 9 giờ ở nhà đi, tụi con lại rước chú. Vậy ha. Ừ. Không có đi mời, không có đi ông nha. Không mời không có đi bán chưa rồi. Ừ, không có đi bán. Ừ. Mời sáng có gì dắt sáng chú bán lòng kiến chút rồi về 9 giờ chú ở đó chú đợi đó, đợi với cháu rồi. Cái gì đi đâu thì sáng chú bán 7 giờ chú về rồi ở Long Kiến, rồi về đó 9 giờ chú ở đó ngay nhà đợi với cháu rồi lại đó làm chú. Chín giờ là tụi con lên đó nghe. Rồi 9 giờ. Chín giờ là tụi con chú lên khỏi xuống nghe với cháu lại. Không chứ bây giờ sao ta, chạy xuống chút. Ngày mai đi xuống tới chỗ nhà chú đi rước xuống dưới. Rồi. Thấy cô này có lý quá, cũng ngon. Nó lớn lên. Thấy cô này cũng lo mà ăn, cũng có nhăn có. Sao mà chú biết lo mà ăn? Không dòm nói chuyện với gương mặt biết, chú biết. Thấy hình chưa? Thấy rồi, thấy mẹ đó. Đẹp không, đẹp không? Coi được ha. Được cái đó là mình quá trời mừng. Để nhà mời chú 9 giờ xuống ha. Rồi mời chú. Đấy. Có thằng chiến xuống nước chú đi dưới luôn. Chiến dưới nước chú. Rồi 9 giờ chú. Không mấy xem chạy theo gì nữa. Ừ. Chiến ghé ngang rủ đi. Mới tiếng là chú có cái may đó. Tại vì chú coi. Cái này là thật sự nói là thật là bất ngờ nha cô chú anh em, mấy này bất ngờ thật tình. Mấy anh em là đang ghi hình tặng những cái món quà cho chú với bàn tính cái chuyện mà làm ăn cho chú, đang giúp một phần nào chú, ai ngờ đâu có một người chị là điện lại chương trình để mà muốn kết nối với chú Thành đó. Cái này là bởi vì nó là đây là một cái duyên. Bởi vì mới nãy con nói với chú Thành coi như rồi. Tạm cái chuyện mà tình cảm đó là tạm dừng lại, chừng nào có ai đó nói là đó là cái duyên của chú, mà đó là một người thiệt tình thương chú. Là tại vì bây giờ chú bây giờ ai cũng biết chú là chỉ trên găng mà dưới dép thôi. Thì bây giờ có một người phụ nữ mà yêu thương chú thì đó là một người phụ nữ thật lòng. Rồi. Dạ, yêu thương mình phải thật lòng đó là với người ta. Đó. Vậy nó mới hòa đồng. Mà chú phải khi mà nếu một người phụ nữ này yêu thương chú phải làm sao cố gắng để làm ăn. Đó. Làm gì lắm. Cũng buôn bán sống hàng ngày. Buôn bán mà cái đường tính của chú á, nó không có cái gì hết. Bởi vậy nó có dư. Cái xe hư ao nó thiếu nợ lại. Thì bán nói chung á chú bán sống qua ngày được, mà ngập cái xe cổ hư thì cũng cố rồi. Nhưng mà từ đây sao chú tới cái gì nữa, cái chị này chỉ rất là hiểu chú rồi đó. Chú giấy cũng được thôi. Thì cái này thì Tiến cũng nói với tất cả cô chú anh em, thì Tiến làm cái chương trình có nói thương. Nhưng Tiến không có nói, Tiến không có kết nối cho chú Thành nữa là không kết nối là gì. Là Tiến không có chỉ người này chỉ người nọ. Tự cái duyên của chú Thành đến thì mấy anh em sẽ ghi hình. Còn để mà kiếm cho chú Thành là mấy anh em không kiếm. Nhưng hôm nay đây là cái duyên của chú Thành đã đến đó. Là cái chị này cũng đã từng coi clip, từng biết chú Thành luôn. Nhưng thấy chú Thành chỉ không quan tâm chú Thành nẩu, mà nhưng chỉ quan tâm ở đây là thấy chú Thành là hiền, thật thà đó. Còn cái chuyện của chú Thành nẩu là bây giờ chỉ không quan tâm bỏ qua đó. Nên đây là một người chị là hiểu chú Thành, là hiểu như thế nào, hiểu như chú Thành là chú Thành chỉ là có bàn tay trắng thôi, mà chị nói là chỉ không cần nghèo giàu, chỉ cần là một người yêu thương chị thật lòng, lo mà làm ăn là chị chấp nhận hết, còn những cái vật chất bên ngoài chị không màng tới, cũng không cần tới đó. Thì mong rằng tất cả cô chú anh em hãy đón theo dõi clip tiếp theo để coi cái chị đó là xuất hiện trên màn hình
là cô chú anh em như thế nào và có xứng lôi dừa lứa với chú Thành không? Đây là một cái dịp rất là hấp dẫn, cái gì cực kỳ hấp dẫn luôn. Cái này dịp bay có mà chú Thành mới gặp mặt lần đầu tiên trên màn hình ấy. Được rồi em mời cái này là duyên đến bất ngờ. Cái này duyên đến bất ngờ nè. Dạ, mà mong quý vị hãy đón xem tiếp các phần sau nha, rất là cực kỳ hấp dẫn luôn, ghê cấn luôn. Còn chuyện này gặp mặt chú Thành của hai người giáp mặt nhau á, coi cái chuyện này quyết định như thế nào. Tại vì chú biết á là chị này đã nắm tình hình của chú rồi, theo dõi lấy chú và biết chú như thế nào rồi, chị chỉ không có mà tính toán chú nghèo vào, yêu cầu chú thật lòng thôi. Ổn kết chú hả? Đúng rồi, thì cổ kết lại, cổ kết cổ mới điện nè, cổ clip mới cổ mới điện đó. Chứ bây giờ con hỏi chú Thành nè, mà bây giờ không có, bây giờ con hỏi chú Thành nè, bây giờ ai cũng biết chú Thành là trên răng mà dưới dép, đúng rồi, không? Đúng rồi. Mà nếu mà để mà tụi con kết lại thì thật sự mà khó. Con cũng có nói là cái này để tự nhiên, cái duyên của chú đến thì mới được. Chứ giờ mà cáp chú thật sự, chú đâu phải mà đại gia hay là có tiền đâu mà cáp cho chú. Đó, cái này là cái duyên, có ai, có cô nào có tấm lòng không quan trọng với tiền bạc thì đến chú Thành thì tụi con sẽ qua ghi hình về chia sẻ thôi, chứ tụi con không có cấp đôi ở đây đó, chứ con tụi con cũng không có ghép lại cho chú nữa. Ai có thương chú Thành thì tụi con mừng, cảm ơn đó, thì chia sẻ chúc mừng cho chú Thành thôi. Thì bây giờ về nè, ngày mai á, dạ ngày mai không, cái này tụi con không giúp chú, tụi con chỉ là chia sẻ thông tin mà cái này là cái duyên của chú Thành đã đến. Đúng. Chứ tụi con không ghép đôi, cái nào nói rõ nha, để cho khán giả nói sao mà ghép đôi, cái này không có nghe của chú em. Cái này tự nhiên là mấy anh em ghi hình là có khán giả điện đến là muốn kết nối với chú Thành, này tôi nói rõ luôn. Đó, thì ngày mai Tiến sẽ hỏi cái chị đó cái đầu đuôi như thế nào mà thích chú Thành, anh Phương. Đúng rồi. Đó, để cho khán giả hiểu hơn, để thôi khán giả nói là mình ghép đôi. Tiến làm ăn làm việc là đâu đó nó rõ ràng, không bây giờ làm bậy của chú này. Mình cho quý vị xem luôn là chị này chỉ rất là thôi chưa đâu, để chưa đâu có luôn. Nói chung ra gặp khuôn mặt của chị này là rất là phúc hậu. Mà bây giờ con Hiên chú Thành nè, ngày mai gặp mặt là có sao mình nói vậy, cứ nói mạnh dạn lên, nói giờ anh không có cái gì hết, chỉ trên găng và dưới dép, em có chấp nhận thương anh không, cứ nói thẳng ra, không ngàn càng ngại. Mà nếu mà có một cô nào mà cái chị này thương, chấp nhận thương, đó là một người phụ nữ là thật lòng đó. Tại vì chú đâu có gì đâu mà để cho người ta thương, đúng không? Mà nhưng thương ở đây là thương gì, tình nghĩa, tình cảm chân thật đó, là đến với chú, là chú sau này nếu mà cái chị này đến với chú á, là chú phải trân trọng cái chị này. Dạ đúng rồi, người ta đến với mình vậy, nghèo khổ người ta đến mình ma hơn mình, phải làm tốt với người ta lại chứ. Thì đây là một cái duyên ông Tơ bà Nguyệt, cái duyên đó mà đến cho chú á, an ủi cho chú á, trong cái tình cảm của chú cái chị này chỉ rất là thật thà. Chị nói là chỉ không có cần giàu nghèo mà chỉ cần một người thật lòng, và trong đó là chị đã thấy chú rồi cho nên là chị cũng muốn gặp gỡ chú, nhưng mà dịp mai là anh em đến thăm chú và sẵn cho chú thấy cái công việc mà tụi con làm là một mang tính chất á, là thăm hỏi chứ không phải là đem tới đến cái tới yêu thương. Nhưng mà cái duyên bất ngờ thì hẳn đây là Tiến đưa cho chú nói chuyện với chị luôn, và hai người cũng đã nói với nhau rồi và đã hứa hẹn nhau ngày nay gặp mặt ha. Ngày mai ta 9 giờ. Thì cũng như là mấy lần trước mà con nói với chú Thành đó, là tự chú quyết định. Ở đây mấy anh em cũng không ép buộc chú bất cứ điều gì hết nha. Chú quyết định. Rồi đừng có mấy trăm triệu hay mấy chục cây vàng vậy đó nha. Bây giờ ngày mai là chết luôn đó. Bây giờ nói chung là không hứa điều gì hết. Ngày nay trời. Rồi vậy thôi thì có gì sao cái đó là được rồi. Thì mong rằng tất cả cô chú anh chị em hãy ủng hộ cho chú Thành, và những lỗi lầm của chú Thành thì hãy tha thứ và bỏ qua cho chú Thành. Tiến rất là cảm ơn. Thì thôi ngày mai bắt đầu ngày mai sẽ xuất hiện một cái này gọi là cái gì ta, gọi gì cho đúng ra, ngày mai xuất hiện một nhân vật mới. Là một thương yêu chú Thành, muốn kết xe duyên, kết tóc cùng chú Thành, bắt đầu một cuộc tình mới. Cuộc tình mới bắt đầu sẽ chớp nở, bất ngờ bất ngờ nhưng mà rất là cực kỳ hấp dẫn. Đúng rồi.
Rồi thôi Tiến cũng tạm dừng cái video đây, thì mong rằng cô chú anh em hãy ủng hộ cho chú Thành nha. Nhớ có thương Tiến hoặc thương mấy anh em, hãy cho mấy anh em một lượt like, một lượt chia sẻ và nhớ đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để nhận video mới nhất của mấy anh em đây nha. Chào khán giả chú Thành. Chào khán giả. Rồi chào bà con. Nhớ